Dạ rồi, em chào mọi người, chào cô chú anh chị. Em là Trung Nguyễn đây. Thì bữa giờ em cũng lên rất là nhiều xe và lên liên tục luôn. Thì hôm nay có em xe này, lâu lắm rồi chưa lên. Mời mọi người tham khảo thử cái dòng xe này xe gì nha. Mà đặc biệt con xe này cực kỳ keng luôn. Mời cô chú anh chị tham khảo. Dạ rồi, trên hình của chú anh chị mình đang xem á là một em SH nhập nguyên chiếc từ Ý của chú anh chị ha. Số máy là 105 125 nha cô chú anh chị. Cho cô chú anh chị mình xem trước về cái số máy của xe. Đây. Thì 105 cô chú anh chị thấy không? Những cái xe này nó đã bước qua số máy xăm kim rồi nên là nó nhìn hơi khó thấy chút xíu nha cô chú anh chị. Xe này thì đã là đời 2012 rồi cô chú anh chị ha. 1057. Rồi, thì em sẽ quay từ trước ra sau chi tiết cho cô chú anh chị mình xem một chiếc xe keng nó như thế nào. 125 nhập Ý. Vỏ này thì vỏ đã có thay rồi cô chú anh chị ha. Vỏ có thay rồi. Cặp phuộc này, cặp phuộc trước là cặp phuộc zin nè cô chú anh chị. Cặp phuộc trước zin theo xe nha. Cái cốt này thì tại vì nó zin nhưng mà xấu quá thì xịt lại nó mới tí, không có sao. Cô chú anh chị thấy là cặp phuộc zin nè. Đó, cặp phuộc zin theo xe nha. Rồi cái mâm này á, là cái mâm zin theo xe luôn. Cô chú anh chị thấy nó nổ không? Đó, xe mâm nó nổ nè. Nhưng mà em vẫn để luôn. Tại vì anh chị nào chơi chất zin á thì xe này là cô chú anh chị nhìn vào là biết cặp mâm zin liền. À, mâm này là mâm bạc. Mâm bạc thì đời nó 2012 cô chú anh chị ha. Đó, 2012. 2012 mới có cái mâm bạc này. Đời cuối nó mới có mâm bạc. Mâm này thì nổ cũng hơi nhiều rồi. Thì cô chú anh chị mình mà thích mà bán lại thì em sẽ bán lại, còn thích chất zin thì em vẫn để như vậy. Chất zin em để cho mọi người nha. Đó. Ốc tán phuộc nè, chưa mở, chưa có gì hết. Cô chú anh chị thấy nha. Rất là đẹp nha cô chú anh chị. Một cái chiếc xe 125 nhập Ý mà rất là tuyệt vời. Rồi. Quay qua một xíu về phần nước sơn của chú anh chị thấy nè. Nước sơn có trầy nha. Nhưng mà em vẫn để tại vì nước sơn zin, một phết lát zin. Bữa giờ có mấy con phết lát zin này đó, 125 hàng ba cục nè, 108 nè, 108 một phết lát sơn zin luôn. Và hôm sau em sẽ lên của chú anh chị con 110 nữa. 110 là con 212 150 zin luôn, nước sơn một phết lát zin. Bữa giờ duyên của mấy em một phết lát ghê. Đây, nước sơn zin của chú anh chị thấy nè. Đó. Mí mộng còn nguyên hết nha. Có trầy nè, nhưng mà em để. Rồi. Cái dàn sơn thì khỏi phải nói rồi, sơn zin 100%, chưa dặm chỗ nào luôn, chưa dặm miếng nào luôn. Còn cày nè, nhưng mà còn dán keo em để nguyên nha cô chú anh chị. Đó. Đó, sơn zin 100%. Rồi đồng hồ. Đây là cái đồng hồ 2012, xe này đã đi 29.000 cây đúng đồng hồ của chú anh chị ha. Xe đi 29.000 cây nha. Đó, một chiếc xe nhập Ý nguyên chiếc đi 29.000 cây. Đèn nó cũng chưa mổ nè, chưa mổ công tắc đèn nè, còn nguyên zin nè, cô chú anh chị thấy không? Tắt đèn còn nguyên zin, chưa mổ. Rồi lát nữa em sẽ quay ở bên cái phần kia sau. Đây là cái mâm. Mâm sau thì nó còn rất là đẹp. Nó đẹp hơn cái mâm trước nhiều. Đó, cái mâm sau được cái là đẹp hơn. Đó, cái mâm sau rất là đẹp. Xe hồ sơ cầm tay nên là chưa có bấm biển, chưa có biển. Nên là cô chú anh chị mình mua xe này thì lợi thế có một cái là có cái biển mới. Đó. Đây. Đèn đuốc và rất đẹp nha. À có cái cản này, cô chú anh chị thấy cái đuôi nó hơi cục không? Thiếu cái cản thì cái cản xe em mở ra để em thay, em đi bắn lại màu bạc rồi. Cái cản nó zin nhưng mà nó xấu quá mức cho phép. Thì em mới đi bắn lại cô chú anh chị ha. Đây cái mâm sau cực kỳ zin luôn. Mâm sau bên này cũng chưa có gọi cày cụ chỗ nào hết. Rồi cặp phuộc sau này, cặp phuộc sau thì đã không còn là cặp phuộc zin theo xe nữa rồi. Cặp phuộc này anh đã thay rồi, anh chủ trước nó thay rồi. Còn cây bô này cô chú anh chị thấy cái bộ zin nè. À, bộ zin có cày xương xương là em để nguyên hết luôn. Đây cô chú anh chị thấy cái bộ zin nè. Bộ zin nguyên bản nè. Đó. Đi như thế nào là còn y chang luôn. Lốc mâm lửa này còn rất là đẹp. Ốc tán nè cô chú anh chị thấy. Ốc tán mâm lửa zin nè. Chưa mở mâm lửa bao giờ. Đó. Một chiếc xe chưa mở mâm lửa bao giờ cô chú anh chị ha. Rất là đẹp nha. Mâm lửa zin 100%. Gấp ghét ốc tán rồi này thì khỏi nói rồi. Quá đẹp rồi. Xe 29.000 cây thì khỏi phải nói rồi. Chìa khóa zin nó còn hai chìa luôn nè cô chú anh chị. Đó, chìa khóa zin còn hai chìa luôn nha. Đủ chìa khóa zin luôn.
À, con xe này chưa mổ cái chân trống luôn. Xe này là em phải để trống đứng. Cái nẹp này là cô chú anh chị thấy nó đúng ra là nó màu trắng nè. Nhưng mà nó hơi ngã ngã màu một xíu á. Còn cái nẹp này nó sơn zin là hơi ngã ngã màu một xíu. Đó, cô chú anh chị thấy nha. Cái lốc nồi cũng sơn zin luôn nè, em còn để nguyên nè. Nói chung cái nào zin mà nó còn những cái chi tiết đồ zin của nó là em để nguyên hết, em không có bắn làm gì hết á. Tại vì nhiều của chú anh chị là thích cái chất zin nhiều hơn. Chân trống chưa mổ cái miếng nhựa này để làm chân trống nè. Đó, còn nguyên hết, chân trống là còn nguyên si, chưa đụng chạm nha. Rồi, yên zin nè. Cái yên này có cái hay là anh chủ trước á, anh bọc một lớp da yên ở ngoài nữa, bọc một lớp da yên ngoài giữ cái yên zin này. Nên là thành ra của chú anh chị thấy cái da yên zin nè. Da yên zin 2012 nó đẹp như thế này. Đó. Còn mới tinh hết, chỉ trắng 2012 một phết lát đó. Rồi, cô chú anh chị thấy bát biết rồi đó. Rất là đẹp nha. Đó là một cái xe, đó là cái yên. Rồi, em sẽ mở cái thùng. Thì cái thùng này nói chung là nhìn là mê ly luôn. Bữa giờ gặp rất là nhiều xe ken. Đây, cô chú anh chị mình thấy nè. Kiếm một cái vết oxy hóa kiếm không ra luôn. Dây nhựa là còn nguyên zin hết nè, nguyên zin hết nè. Đó, như là đồ mới dắt ra từ trong hãng nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy không? Rất là đẹp nha. Cái bát gì đâu mà nó đẹp, kinh khủng thật. Không thể tả. Rồi, đây. Cô chú anh chị thấy IC nè, 982 là nó là IC đời sau của 2011, 2012, 125 nha cô chú anh chị. Đó. Bát biết cô chú anh chị thấy. Rất là đẹp nha. Mới tinh hết á. Xe này đúng ra là chất xe người ta chạy rất là lướt luôn. Và 29.000 cây nhưng mà xe chạy ở những cái điều kiện không phải là vùng biển hay là vùng nước xấu gì hết. Nên là cái dàn chân và đồ si rất là đẹp. Đó. Cô chú anh chị nhìn vào cái dàn đồ si của chú anh chị biết liền ha. Sạc này thì nó thay một cái sạc của SXI, đúng SXI vô. Rồi, rắc thì còn nguyên hết, từ mâm lửa lên chưa có bất cứ một cái cắt nối gì hết, còn nguyên zin nha cô chú anh chị, rất là đẹp. Rồi đây, cô chú anh chị xem cái ốc nắp chao nha. Ốc nắp chao xe cô chú anh chị thấy không, còn rất là đẹp nha. Ốc nắp chao này thì còn mới tinh hết đó, như là xe kho vậy cô chú anh chị. Đây, bát đường nước. Nói chung con xe này thì rất là đẹp luôn. Mình không phải tả gì nhiều, mình nhìn vào cái dàn đồ si là mình đã thấy nó đẹp rồi. Dạ rồi, thì 125 nhập ý nguyên chiếc đời 2012, một vết lát dàn áo zin sơn zin. Con xe này em đang bán giá là 120 mấy triệu. Cô chú anh chị mình có nhu cầu con xe này thì cô chú anh chị mình alo em ha. Đó, nếu mà mình kiếm xe vừa phải tiền, chỉ có 120 mấy triệu thôi mà chất xe nó như thế này, thì mình đi một chiếc xe nhập ý nguyên chiếc nó rất là đẹp rồi, hồ sơ cầm tay nữa đó. Rất là ken nha cô chú anh chị. Xe những xe mà máy móc như thế này thì nó chạy ngon hơn 150 nữa đó. Cô chú anh chị mình có nhu cầu alo em ha. Em vẫn trả góp qua thẻ tín dụng ngân hàng và qua đơn vị tài chính tối đa 40 triệu. Rồi, cô chú anh chị có nhu cầu alo em ha, số điện thoại em để dưới màn hình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người clip tiếp theo nha. Chào mọi người.